chửi cha bị xe đụng nằm bất tỉnh. Chửi cha, đánh cha. Cái tội bất hiếu này nó ghê lắm quý vị ơi. Hồi xưa dưới quê thì Đức thấy rõ ràng mà. Mấy đời Iran luôn, nhưng mà người thế gian chỉ cần nhìn thấy, nhưng không có người lý giải cho họ nghe để hiểu. Cái ông này nghe quý vị, trải qua ba đời gia đình của ông, nó Iran giống hệt gì đó, nó giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu gì. Cái đời đầu tiên nghe quý vị, thì cha của ông này ăn nhậu gì chửi mẹ, đánh mẹ. Ông này ban ra đánh cha, kéo cha ngồi xăng đánh. Ông có một người con trai sau này, ông ăn nhậu, thằng con trai này kéo ông ra sang đánh. Hai đời. Đời thứ ba tiếp tục cũng Iran như vậy, là ba đời. Ba đời. Tới đời thứ tư không còn con trai, nó chết queo sạch nhất hết chứ. Tiệt dòng tiệt giống luôn. Ghê không? Nên từ nơi đó, cái quả báo bất hiếu với cha mẹ là quả báo nặng nhất. Con người có phước lớn cỡ nào, học giỏi cỡ nào, mà đã là bất hiếu với cha mẹ, tính toán với cha mẹ, tính toán với anh em, thì con người này đố mà thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Vì phước báo mắc sạch, làm sao thành đạt. Nhớ nghe, cái đứa nhỏ xíu xiu gì mà cái tâm tính hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn, giành giật của cải với anh em, một cái cốc trái ổi, trái bắp cũng dành ăn, một bộ đồ đẹp dành bằng đồ đẹp không cho anh chị em. Một đứa này sau này lớn lên, nếu nuôi cái tâm này, dù bây giờ nó có học giỏi cỡ nào nó cũng không thành đạt, vì cái tâm tham lam tổn sạch phước báo. Thêm cái nữa, đối với cha mẹ nó hộ, nghinh bật với cha mẹ. Mấy đứa mà nghinh với cha mẹ có chừng bị lé, lé hiện đời. Kiểu mà cha mẹ mà la đến cái làm nè, nghinh liếc lé hiện đời. Sao mà biết nghe mấy đứa. Ở đây có đứa nào liếc với cha mẹ không? Đưa tay lên sám hối đi. Có không? Đưa tay coi. Nó đưa tay lên đó. Mấy thằng trai vậy chứ người ta gan lắm nha. Nhỏ gái có đứa nào đưa tay cao lên sám hối cho nó hết tội. Ừ. Nói mấy thằng trai thấy chưa. Rồi từ hôm nay có liếc nữa nghe con. Liếc là lé đó. Thằng nào mà liếc nữa là thằng đó bị lé. Nó, rồi bây giờ chú Tam Bảo mình đưa tay sám hối rồi đó nghe. Không có liếc với mẹ cha nghe chưa. Đó, bây giờ còn mấy đứa mà chưa dám đưa tay lên á, là bây giờ những đứa nói rồi đó, các con mà liếc hoài có ngày con mắt nó nghiêng bên luôn. Bỏ cái tạc. Quả báo nó đến đó chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nè, chửi cha đánh cha, nó ra đường xe đụng nó nằm bất tỉnh luôn rồi kìa. Thêm đứa nữa nè, một cháu nhỏ gạt tiền bà nội đi chơi game, chợt té gãy tay. Đứa nào gạt tiền mẹ cha đi chơi game đưa tay coi. Có không? Đưa tay đi sám hối nghe, nếu không là kẹt lắm á. Đưa tay lên. Ừ đó, đưa tay lên rồi kìa. Lai rai. Thôi để tay đi. Nhưng mà bây giờ không dám đưa tay lên, nhớ nghe, gạt tiền cha mẹ mà đi chơi game nghe. Nè, cái đứa này nó gạt tiền bà nội đi chơi game nè. Chợt té gãy tay rồi kìa. Thì thấy quả báo bất hiếu chưa? Quả báo hỗn ẩu bất hiếu ghê lắm. Dù cha mẹ mình lỗi lầm như thế nào, đó là chuyện của cha mẹ, còn bản thân chúng ta làm con thì chúng ta làm tròn bổn phận làm con, được quyền khuyên cha mẹ thôi, chứ không có chửi cha đánh mẹ đâu. Hiểu không? Mình mà tạo cái nghiệp trước đó thì cuộc đời mình không có ngóc đầu lên nổi đâu. Những đứa nói mấy đứa nhỏ nhỏ nè, các con nghe, có học giỏi gì học giỏi mà bây giờ cái tâm tính hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn nha, sau này các con có thành đạt đâu. Không có thành đạt đâu, đừng á. Tại vì sao? Con người thành đạt là tâm lượng rộng rãi mới thành đạt, chứ con người hẹp hòi ích kỷ không có thành đạt đâu. Đó. Nên mình quý vị ơi, nó nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta thấy trong chùa rõ ràng nè, một cái phòng 6 người mà trong đó có người làm biếng, vậy mà 5 người kia làm biếng theo.
Cuối cùng những đứa cầm cái cây vô, những đứa đập, sáu con ma làm biết. Nó chạy ra thì sáu đứa này nó mới tinh tấn lên. Ghê không? Cầm cái cây vô, quất. Cuối cùng ma làm biến chạy. Lúc đó siêng năng lòi ra. Nên chúng ta thường quý vị để ý đi, học tốt thì nó lâu chứ học hư thì nó mau cấp kỳ. Cái hư nó càng liếc qua thôi là nó học được ngon lành luôn. Còn cái tốt mà học hoài học thuộc, kinh đồ đọc hoài đọc không thuộc đâu. Mà tiểu thuyết đồ á, cái gì đó, cái gì đó mấy cái chuyện tình cảm rồi nó đọc qua nó thuộc hết trơn. Đọc trời ơi nó đọc nó thuộc lòng lào lào hết trơn, hiểu không? Nên con người mình á là cái tâm sai quấy, nó kết hợp sai quấy nhanh dữ lắm quý vị, mau dữ lắm. Bây giờ mà được vô đây ngồi đây gì, mấy đứa nhỏ này cũng có thiện căn lắm. Dù là nó nghe bây giờ nó chưa có làm, nhưng sau này cuộc đời nó có gặp sự cố gì nó cũng nghĩ đến ông thầy cũng từng giảng rồi, thôi giờ quay đầu. Chứ bây giờ mà tụi nhỏ này lao ra xã hội quý vị ơi, khó kìm được lắm, đúng không? Bây giờ á, mình sanh con là nếu mình có phước thì con mình nó đặc biệt, có bỏ vào chỗ sai nó cũng không sai. Còn bây giờ mà con mình nó không có phước, mình không có phước rồi kìm cặp nó mà nó vẫn hư rồi, đúng không? Thêm bây giờ á, con người bây giờ nó bị biến chất nhiều quá, biến chất với là biến thái luôn. Biến chắc là biến cái tâm chân thật á, lâu ngày thì biến thái. Bây giờ nhiều lắm quý vị ơi, tùm lum, cả vô chùa tu mà cũng mẻ cũng vô. Dù như nam thì nhà Đức không nói là mẻ, nữ nhân đức cũng không nói mẻ luôn, nhưng mà nó không phải nam không phải nữ là mẻ. Giờ sao nhiều vụ này quá quý vị ơi, không nói vì thấy không, xã hội không kiếp nạn dãy đầy, nên thôi bây giờ nghe đạo tập tu đi, siêng tu kiếp nạn dãy đầy. Quý vị ơi, sau này mình không có trông chờ con mình được đâu quý vị ơi, thôi giờ chúng ta sanh con thôi, làm tròn trách nhiệm nuôi con cho đàng hoàng đi. Và quý vị mỗi ngày nghe đạo đi quý vị, niệm Phật đi. Tại vì có khi sau này mình gặp sự cố gì thầy đã giảng hết trơn rồi. Thôi giờ thì trách nhiệm của mình sanh phải nuôi đàng hoàng thôi, làm hết lòng mình đi chứ không dám trông mong quý vị ơi. Có phước thì có phần, không cần nó cũng đến tốt. Còn không có phước thì không có phần, dù có chi cầu cũng không được. Thôi bản thân mình cố gắng gầy dựng mình cho tốt đi, mình lớn mình tiếp nhận đạo được. Còn cái lớp trẻ này bây giờ cái xã hội nó đồng hóa mạnh quá, đúng không? Đa phần bây giờ người ta dạy cái gì đè nhau mà sốc, mạnh hiếp yếu, đúng không? Đa phần bây giờ đi học là gì quý vị? Kinh tế, chứ ngoài ra thì cái nhân cách đạo đức thì hiếm quá, đúng không? Đó, nên hồi nãy có ông cụ, ông viết tờ giấy, ông hỏi nhà Đức: thưa thầy, bạn con hỏi, con là cán bộ về hưu, có đi chùa lại Phật, niệm Phật thường xuyên, là đệ tử tốt của chùa, khi chết làm ma ở nhà, có được Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc không? Kính chúc thầy sức khỏe, vui vẻ, mau có vợ. Ngộ ghê chạy. Ôi, với câu dễ thương ghê.
nên ý ông hỏi á, làm cán bộ đi chùa mình niệm Phật thường xuyên là đệ tử ngoan của chùa, vậy thì sao này ông mắc mà nhà làm đám á, Phật hay Đà có rước ông gì Cực Lạc không? Nếu ông niệm Phật được thì ở đâu Phật cũng rước ông, hiểu không? Nhưng mà sợ ông niệm Phật chưa đạt trình độ gọi là tín nguyện kiên cố thì ở nhà mà con cháu nó nắm tay lôi kéo khóc lóc là, kêu la sát sanh hại vật làm đủ trò, khi nghiệp quan gia nó bu đầy, ông niệm Phật không được thì ông rớt, rớt thôi, rớt lợp đợp thôi. Nên á, bây giờ những đức á, đẩy mạnh cái chuyện mà tặng tượng Phật lắm, để cho vị tại nhà có ngôi chùa nhí, mỗi ngày vị dụng công vị tu nghe những đức giảng, thấy không? Rảnh rảnh á, cứ ở nhà nghe pháp niệm Phật đi, đừng có lết gì đâu hết á, đừng uống cà phê cà pháo gì mệt lắm, ở nhà nghe pháp niệm Phật đi, rồi chút buồn ngủ ngủ giấc. Trời, mấy bà khỏe quá trời, hiểu không? Đó là nói rảnh rỗi á, còn có việc thì làm, đừng có đi vòng vo tam quát đi chứ nha, đừng đi cà phê cà pháo gì mệt lắm, dẹp bớt đi, thời gian thôi, người nó có năng lượng đầy đủ, đừng có ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện năm trên sớm dưới, nói chuyện tàu lao quốc xế, nhiều chuyện nhiều điều thì khỏe lắm quý vị ơi. Đó, siêng năng niệm Phật đi, khi kiếp nạn nó đến với mình bất tử, chúng ta có câu vật hiệu để nương tựa. Quý vị biết rằng là về chùa mình là những đức dùng đa dạng phương tiện rồi đó quý vị ơi. Bây giờ cái lớp đạo làm con của chúng ta bây giờ nghe trở thành giống như là một cái thời khóa tu của chiều thứ bảy. Những đức nghĩ nửa năm sau nữa chắc dọn bàn rồi luôn. Cái lớp học mà quá đông rồi quý vị, thấy không? Tuần sau chúng ta có 1.350 cái áo may xong. Trong đó có 400 cái áo mấy đứa nhỏ nhỏ. Nó nhỏ chứ nhiều đứa nó cũng có cói không. Hồi chiều là những đức định tặng rồi đó, đem về rồi. Nhưng mà mình phải thông báo gì để từng từng tới mấy cái đứa mà học lớp đạo làm con á, và mấy cô mà đi thường xuyên mỗi tuần tập trung là hết, thì mình tặng qua một quận là xong. Cái người mà đi ra đây thường xuyên đó quý vị, chứ giờ cái áo này mà tặng cho người mà đem đi về phương trời xa thì nó không đặc biệt bằng là mỗi tuần mà nguyên một lọt áo, hiểu không? Nguyên một lọt áo thì nó hay quý vị. Nên mong quý vị thông cảm là cái áo này tặng cho cái lớp đạo làm con nè. Những người mà thường đi đến đây á, thì nhận cái áo này phù hợp với lắm. Tới á, chiều thứ bảy, chồng, vợ, con, cháu chắc chí chét bận áo một lọt màu hết trơn. Mà cái áo này màu kem đẹp lắm, may cái màu này đẹp dữ lắm. Thì cũng là hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, phía trước là cái logo y gan vậy thôi. Nhưng mà cái màu áo mai màu khác, bạn là nhìn hội trường này hoàn toàn thay đổi hết luôn. Thì mình có cái áo này mình cũng giặt mình ủi mình để đó. Có những từng lỡ cái áo kia ướt thì bạn áo này, nhưng từng bạn có một lần lấy gì ướt, thấy không? Đó, may được 1.350 cái áo, nó cũng gần 100 triệu, còn 10 mấy triệu nữa là 100 triệu. Cô đó cô bớt tiền thêm, bớt thêm 10 triệu. May vậy là may rẻ lắm rồi đó. Tại vì cái áo này của may á, giải cái này xịn sò dữ lắm.
Thật sự mà nói thì mấy đứa nít nhỏ nhỏ đến chùa mình bị ấn tượng quý vị. Sau này lớn lên cỡ nào chăng nữa cũng được cái nhăn đó đặc biệt ấn tượng. Cuộc đời nhiều người chúng ta lớn lớn ngồi đây còn nhỏ có được gì đâu. Nhỏ biết cái gì đâu. Hồi đó dưới quê lâu lâu mà rằm tháng giêng rằm lớn như Đức đi chùa quý vị. Chùa dưới quê như Đức á. Mười mấy tuổi đi chùa toàn là đi đâu biết không? Đi ra sau hè không? Sau hè chùa nó có vườn cây. Lâu lâu có dịp đi chùa, 4-5 thằng dẫn 5-6 đứa con gái nhỏ nhỏ người ta đi chùa. Xong dẫn con ta ra sau hè vườn cây rồi đi vòng vòng cơ cơ vậy đó. Đâu biết gì đâu quý vị, đâu có ai giảng pháp gì đâu. Đa phần đi đến chùa không có nghe giảng pháp quý vị ơi. Tha hồ mà thắp nhang. Cầm bó bó nhang đi thắp vậy đó. Vừa bước vô cổng chùa là thấy người ta bán nhang á, mua một bó hay bó. Vô đốt, ngu ngút vậy đó. Chạy vô cắm cái chạy ra, không chạy ra liền. Ngọt chết. Không. Nên á, đi đến chùa mà nghe được giảng pháp á, nó quan trọng. Mới hiểu. Không. Bây giờ chùa mình bây giờ mỗi tuần thứ bảy mà bây giờ cái lớp này mà bây giờ mà vợ chồng với hai vợ chồng hai đứa con mà đi đến đây á, ngồi ở đây nó nghe nói chuyện chút xíu xíu rồi vợ chồng con rồi ngồi ăn uống chung ở trong chùa hạnh phúc cỡ nào chưa? Quá hạnh phúc mà được nhắc nhở nữa. Bây giờ được làm vợ chồng với nhau rồi thôi sống chân thật với nhau đi. Chứ bây giờ ly dị thì bây giờ cũng cặp thằng khác, mới không mệt tim nữa. Được gì đâu. Thà cuộc đời mình một thằng chồng phức cho rồi, lùng lé hô gì kệ nó. Nó lỡ lấy rồi thì lấy tớ luôn, chứ đổi làm chi. Thấy không? Một mô hình làm tớ cả đời. Đổi mô hình chi mới không mệt tim. Không có được cái gì chứ quý vị ơi. Ừ. Thầy giảng gì suy nghĩ quá trời suy nghĩ. Đổi mô hình là gì vậy thầy? Cái bà tự suy nghĩ. Đúng không? Nó ta nói một vợ một chồng tác biển đông cũng cạn. Hồi chiều như Đức gặp cái ông tài xế. Ông nói dạ tôi thầy con ba vợ á thầy. Tài xế nói ông ba vợ á. Mà từ khi nghe thầy giảng tới giờ con chở gì vợ nhà con sống luôn à. Nhưng Đức nói một vợ một chồng tác biển đông cũng cạn. Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ ông xuống chuồng bò mà nằm. Được chưa? Đúng không? Nên á, bây giờ đây nghe gì cỡ nào chăng nữa, thôi mình sống nhau chung thủy vậy. Sống nhau chung thủy đi. Bây giờ người ta đẻ dài với đứa con người ta xấu một chút, nhưng mà tội nghiệp người ta. Thì người ta cũng vì mình người ta đẻ. Bây giờ người ta xấu mình bỏ người ta chơi gì kỳ vậy. Làm người mà làm thế, giang hồ cười chê chết. Thấy không? Nó chơi phải có nghĩa khí một chút. Cưới người ta rồi thì thôi mình sống chân thật với người ta đi. Xấu gì xấu chăng nữa cũng vợ mình ngon lành hơn. Ta nói ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vắng hơn. Đi tắm ao lạ coi chừng sida. Ôi mấy bà nghe gì thích lắm đó nghe à, gặp mà chồng ngồi kế bên mới nhéo chồng nên sida đó nghe chưa. Nghe thầy nói chứ coi chừng sida chết vồ đó nghe chưa. Đúng không? Nó nên từ nơi đó mà lại đây nghe gì nhắc nhở giết cái quý vị. Con người người ta cũng thay đổi tính tình tốt. Hồi trưa những đức chia sẻ bọc pháp xong có cô đó, cổ đạo Thiên Chúa, cô hỏi thầy ơi, con á là hồi lúc còn nhỏ là ở trong nhà thờ luôn á thầy. Nhỏ là ở nhà thờ, sau này lớn lên á cũng thường đến nhà thờ suốt luôn vậy.
Sau này có duyên tự nhiên nghe thầy giảng, thấy thầy giảng gần gũi mà nghe vui quá, thích quá. Bây giờ đi đến chùa cũng nghe thầy giảng, mà riêng con nhìn tượng Phật cho thấy xa lạ quá. Tự nhiên trong tâm của con lừng chừng là mình là theo đạo Thiên Chúa. Bây giờ mình nghe thầy giảng, mình đi đến nơi thờ cúng Phật Bồ Tát, tự nhiên trong lòng của con nó cứ phân vân, khó chịu quá thầy ơi. Con xin thầy cho con lời khuyên. Nhân Đức nói rằng Đức Chúa như cha, Phật như thầy, thì bây giờ cha mẹ sinh con ra cũng dạy con, nhưng nếu mà dạy con đến một trình độ nào đó cũng cần nhờ thầy dạy thêm nữa. Nếu như mà con học Phật được mà tốt nữa thì cha mẹ cũng càng mừng. Chứ cô đừng có nghĩ rằng bây giờ cô lỡ đạo Phật cô có lỗi gì với đạo Thiên Chúa hay không. Cái lỗi là do con người lập ra. Còn Phật Bồ Tát và Đức Chúa cùng là một thể giáo dục, mỗi một người rải ra mà hóa độ nhân sinh mỗi một địa phương. Đức Chúa Giêsu ngày tái sinh ở bên nước Mỹ, ngày độ với người Mỹ. Đức Thầy Giáo Chủ ngày ở miền Tây, độ người miền Tây. Đức Phật Thích Ca thị hiện ở Ấn Độ. Phật Bồ Tát rải ra để độ sanh, cùng quy về một gốc mà. Nhưng mà cái năng lực người này đi được 50% thì dạy 50%. Cái năng lực người này đi được 70% thì dạy 70%. Cái năng lực người này đi 100% thì dạy 100%. Cũng là một phương pháp giáo dục. Nên mình mối đạo nào thì cũng có thể học tập nhau được. Nếu thấy cái gì hay thì học thôi. Điều là giáo dục mà quý vị. Điều dạy người ta hiền thiện mà. Quý vị coi có cái mối đạo nào mà dạy người ta chửi cha mắng mẹ không? Cái mối đạo nào mà dạy người ta chửi cha mắng mẹ là cái mối đạo đó bị diệt vong. Tại vì cha mẹ là cái nguồn gốc của nhân sinh. Con người đi đến với cuộc đời này là từ cái công ơn sinh thành của cha mẹ. Mà dạy người ta chửi cha mắng mẹ thì cái đạo này diệt vong là đúng rồi. Nhớ kỹ, chúng ta đều là bản thân có được là nhờ cha mẹ cho. Vì thì phải dùng bản thân này phải làm việc gì ý nghĩa trong cuộc đời, để cho cha mẹ được nở mặt nở mày. Đó cũng là một tâm đạo hiếu. Nên mấy đứa bé nhỏ nhỏ này, các con phải ngoan các con ơi. Đừng có nói rằng là xã hội đang phát triển, bây giờ thầy nói mấy điều xa vời. Không có xa vời gì đâu các con. Tuy xã hội phát triển cỡ nào phát triển, chứ cái đạo đức con người, người ta vẫn quý thương, tôn trọng mình. Quý thương và tôn trọng mình, nhớ nghe. Đó. Nên lỡ đây nghe gì, nó điều chỉnh cái tâm của các cháu. Hiền thiện đi, dù nó học dở nhưng mà sau này nó cũng thành đạt. Học dở sau này cũng thành đạt. Cha mẹ cho mình cái thân này, nhưng cha mẹ của mình làm không phải, mình đừng có nhìn cái đó không phải mà học theo. Đừng có học theo. Chuyện của cha mẹ, còn mình làm có cái góc độ. Cha mẹ mình cho cái thân, còn mình có cái trí tuệ để quan sát những gì mình cần học. Chứ không phải rằng là bây giờ cha mẹ làm sai, mình nói bây giờ mình làm sai luôn, mình buồn, mình hư luôn, tầm bậy. Đừng có vậy. Bây giờ ví dụ như cha mẹ mình làm sai, mình khuyên cha mẹ mình không nghe. Mình không có cái gì mà mình phải nặng nề cái tâm trí mình chứ, vì mình còn nhỏ. Mình mang một cái sự nặng nề của nội tâm, mình sau này mình sẽ hết phước. Có nhiều đứa nhỏ tội nghiệp lắm quý vị. Nó lớn lên chút, nó hiểu một chút. Cha hay mẹ lỡ làm sai cái gì nó mặc cảm, nó mắc cỡ. Mắc cỡ. Quý vị biết rằng á, thường á, vợ chồng mà chia tay mà cha mà đi cưới vợ thì nó còn đỡ một chút. Nó đỡ một chút, cái quý vị nó ngộ vậy đó, vì từ xưa tới giờ ngộ vậy đó. Còn riêng mà mẹ mình mà bước thêm bước nữa này kia đồ, nó lạ thay là nó lại mắc cỡ. Quý vị ơi, làm như cái đạo đức người phụ nữ là chỉ có một người trong cuộc đời. Người ta nói phận người nữ chính chiên một chồng là vậy đó quý vị.
Cái đạo đức nó là như vậy đó. À. Nhưng mà trong cái cuộc đời này có những cái sai quấy của cha mẹ, bản thân mình cũng không có nặng nề gì. Mình hiểu, mình khuyên cha mẹ còn không nghe là thôi. Bản thân mình phải sống cho tốt, chứ mình không có dẫm theo bước xe đó tiếp tục sai lầm chứ. Cái này cái quan trọng. Dạy cho các cháu cái khả năng, kỹ năng, phát huy năng lực. Như hồi xưa mẹ như Đức mắc á, những Đức cứ nói với ba, những Đức cái ba cứ vợ đi ba. Tại vì sao phải không? Trong lòng những Đức ngày xưa muốn xa gia đình lắm quý vị. Mình muốn ba mình ổng cứ vợ đi, để mình bỏ cái nhà này mình đi. Lúc còn nhỏ những Đức có chịu ở nhà. Những Đức là thích đi ra khỏi cái nhà những Đức à. Nên những Đức mong ba những Đức ổng có cái bà nào lo cho ổng, để mình đi thông dong tự tại nó thoải mái hơn. Lúc còn nhỏ những Đức vậy đó quý vị. Nên sau này những Đức khi đi tu nó cũng có lợi thế. Đi tu thì nó không có dính cái chuyện gia đình thì mới tu được. Cuối cùng những Đức đi tu thì nó đâu có cái gì đâu ràng buộc được những Đức. Đó. Nên những Đức thấy Phật Pháp có cái rất hay quý vị à. Nhớ cái đạo đức nó rất quan trọng. Nó cực kỳ quan trọng luôn. Nên mong rằng mỗi một con người mình đi đến đây quý vị à, gia đình mình dù có nghèo cỡ nào nghèo, nhưng ngày gầy dựng một cái hạnh phúc gia đình là đó là giàu nhất. Gầy dựng cái hạnh phúc gia đình đó là giàu nhất. Lỡ vợ chồng mà có chia tay nhau, mình sống với con mình dù cho là một miếng ăn nghèo nàn, nhưng mà cha hoặc là mẹ mà sống với con bình thường vậy nó hạnh phúc một gia đình. Nhất là gặp Phật Pháp gì nè. Đừng có đem một người lạ nào về chứ, nó sẽ chia rẽ cái gia đình của mình ra. Không có đơn giản như bị nghĩ đâu. Thường ban đầu thì cái gì cũng tốt được chứ lắm, nhưng mà lâu dài rồi bị sẽ thấy nó không có đặc biệt gì đâu. Cứ giữ bình thường một gia đình mình. Ví dụ như các cô là ở đây nè, mà hết nợ với chồng đồ, cứ sống như vậy mà nuôi con đi. Rồi bà rảnh rỗi bà đi chùa, nó khỏe. Ta nói có chồng như rong đeo vào cổ, mà mình nó đã buông mình ra rồi mà mình còn nhào vô cái rong đó làm gì? Để nó siết lại quý vị. Có khi đem về nó nằm ì đó, mình phải lo cho thêm một người nữa. Thà mình lo cho hai ba đứa con nó khỏe, con mình nuôi mình lo đàng hoàng, mình đem về một người nữa mệt mỏi lắm quý vị. Nhất là gia đình mà mình có con gái, đừng có đem người đàn ông khác về nhà, phiền phức lắm. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà những Đức nói với vị, ở đây nhiều bà cũng xa chồng, những Đức cứ khuyên gì hoài, mấy bà còn cuộc đời từ đây tới cuối đời, mấy bà sống vậy đi, đến chùa mình lai rai đi, sau này những Đức hộ niệm cho mấy bà. Không? Quý vị ơi, mình đừng có cầu may, đừng có nói chánh gì, chánh vỏ dưa coi chừng nó gặp vỏ sầu riêng. Đừng nói vỏ dừa, chánh vỏ dưa nó gặp vỏ sầu riêng ác đạn hơn. Thấy không? Nhất là cái kiểu mà lỡ gần mình mà nó nói ngọt ngào, nói bao nhiêu lời tốt đẹp không, chánh đi. Nó chánh phước cho rồi đi. Thà mấy thằng đàn ông mà nói thẳng, dù cỡ nào cỡ chứ cũng không đến nổi, dám nói dám làm, dám ăn dám gói dám xách về nhà luôn. Thẳng thắn quý vị. Còn cái kiểu ngọt dịu, ngọt mặt chết ruồi, nó ngọt quá, nó khi về nhà rồi nằm ì để cho mình lo thấy mồ, phiền lắm quý vị ơi. Nhân Đức nói thiệt. Nên đi về chùa này là Nhân Đức hướng dẫn kỹ dữ lắm. Từ khi mà về chùa tới giờ nhiều cô, cũng nhiều cháu nó được sinh ra.
Tại mấy bà mang bầu như bà đẻ sạch nhất, đâu dám bỏ như ngày xưa đâu. Nó, tại như Đức nhắc suốt mà. Có cô kia, cô nói gia đình nghèo quá nghèo, tại thầy sanh đứa này ra không biết sao nuôi. Nhưng Đức nói sanh đứa này ra sau này nó nuôi cô đó, sanh đại đi. Đúng không? Không có đồ ăn cho nó ăn vô đây, nhà Đức cho ăn chén cháo. Hiểu không? Thôi quý vị ơi, về chùa mình như gia đình quý vị ơi. À, Tết năm nay quý vị cứ vô đây ăn Tết đi, vô hết chùa này ăn Tết đi. Đúng không? Nãy có cô kêu cô hỏi, dạ thưa thầy, Tết nhất con định vô chùa ăn Tết, chồng thì cũng đồng ý hết trơn rồi, vô chùa ăn Tết, mà cứ lo ông bà ở nhà, ở nhà không biết làm sao. Những Đức nói cô có thấy ông bà cô không? Nói dạ không. Không vậy cô nói cái gì nữa? Cái người đã thấy mà không chịu làm, mà đi nói cái người không thấy. Đã là không thấy thì nói làm chi? Thì bây giờ cô vô đây ăn Tết thì ông bà cô nếu mà chưa siêu thì cũng vô đây ăn Tết, thắp nhang ở nhà. Hồi nãy có một cô kia kìa, cô nói là thầy thầy, bao nhiêu năm nay không bao giờ con thấy ông bà tổ tiên, vậy mà cái lễ Ví Di Đà á thầy, thầy tổ chức á, tại chùa tối đêm đó đó, ông bà cha mẹ con tập trung đến một loạt, đến chắp tay cảm ơn con đến dự cái pháp hội này. Đơn giản không? Cái tâm mà vì người ta nó kết thành một đại lực quý vị, đại lực giếp độ nhân sinh. Đúng không? Nên mình mà ăn Tết trong chùa mà ông bà tổ tiên mà chưa siêu vô chùa, có chừng mấy ngày ăn Tết trong chùa siêu thoát luôn. Cứ mỗi lần cúng đi thực, cứ đem cái miếng gạo ra gia trì chúa thật diệu dạ đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Hiểu không? Nó Nam mô Sa Sang Tam Bồ Tát. Không? Kêu mở tâm lượng ra quý vị để cúng cho người ta. Nó nên thấy không? Nên hương linh ta cũng cảm ơn mình. Nên những người mình mà nghe đạo rồi, nghe quý vị nhớ, quý vị cứ lợi ích đi là ông bà tổ tiên bị lợi ích. Quý vị vô chùa tu không có lỗi lầm gì đâu. Quý vị đi tu mà quý vị đi ăn chơi chứ không có lỗi. Không? Chùa mình mấy ngày Tết này bông giấy nó rộn ràng. Hương linh mà vô chùa bay tao bông giấy chơi cũng đã. Hiểu không? Ôi quý vị ơi, không có miếng gió mà bông giấy nó bay phất phơ, nghiêng qua nghiêng lại, mày biết gì sao? Hương linh đầy bay trên đầu bông giấy. Hương linh thì người ta bay theo bông chứ bay đâu. Nơi chùa chiền mà bông nhiều á là hương linh nhiều. Tại vì sao? Hương linh thì bông mới là nó xả hương quý vị. Hiểu không? Từ nơi đó mà hương linh người ta bay theo bông này nè, nương dựa vào cây cối nè, rồi người ta nghe quý vị niệm Phật, rồi những đức chia sẻ bọc pháp, quý vị cười người ta cười theo. Hương linh hết buồn. Hiểu không? Ở trong dịp Tết người ta cúng xịn sò, cúng hương linh xịn sò, đãi quý vị mùa Tết xịn sò luôn. Bánh trái mua từ cái đầu chợ này tới cuối chợ gom sạch đem về. Cà phê cà pháo mua nguyên một cái kho để luôn. Đó. Nó nên từ nơi đó mà ngày nào cũng ra cắn hột dưa thoải mái, mứt gừng thoải mái luôn, thèo lèo ăn thoải mái luôn.
dưa hấu đồ nghe, mua đem vô đây cắt cho người ta ăn thoải mái luôn, sầu riêng để cho Đức ăn. Mình giảng vậy đó mà nó vui quý vị ơi, thấy không? Nên từ nơi đó chuối đồ để những Đức, chuối đồ nay thêm sầu riêng, nó chắc có sầu riêng thiệt đó, không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng mình về chùa này như một gia đình. Tết nhất mà sắp xếp được, quý vị nhớ nha, cái tối 30 và sáng mùng 1, một ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, ba ngày này mà tu nó thành 3 năm. Có chuyện giỡn đâu. Ba ngày này khó tu nhất đó quý vị ơi. Đa bằng ta ngoài đời ta đi chơi mà giờ mình vô chùa mình tu. Quá đặc biệt. Đặc biệt vô cùng, đúng không? Không có chỗ ở thì nằm nhà ăn. Không có chỗ ở nữa, ra bông giấy nằm luôn thử coi sao. À, gạo thì khỏi lo. Sáng là nấu nồi cơm thơm phức. Hiểu không? Kho một chảo đồ ăn ngon lành. Sáng mùng 1 như Đức xuống kho đồ ăn. Từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 Nhật Đức đang luyện 3 bài giọng cổ. Hát cho vị nghe luôn. Quá xịn sò luôn đúng không? À, Phật tử tôi về ăn Tết mà thầy nhiệt tình hết mình. Đúng không? Phải chẳng đứng lên nhảy điệu cha 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 cho mày coi luôn hả? Thầy cho cả chùa nhảy cha cha hết trơn quá. Hiểu không? Nó nên á, hồi xưa ngoài đời cha cha lắm đó nha quý vị. Giỡn đâu. Thôi chúc quý vị an lạc nhé. Chúng ta chắp tay hồi hướng nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, các cháu sinh nhật lên đây. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Các con đứng đây đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa mình tuần nào cũng sinh nhật, bữa nay đông lắm, nay hơn 40 người. Nên bữa nay có một cái hũ gì con? Chai sủi. Cái này là thuốc bổ. Thuốc bổ mấy bé về bỏ một cái viên vô cái ly nước nghe. Pha đem bưng lên cho mẹ cho cha uống nghe. Đây là món quà của thầy cho con. Cái tấm lòng của con vậy đó, con có hiếu lắm nghe không? Mà mỗi lần sinh nhật mà gì không có đòi quà của cha mẹ mà vô chùa được thầy tặng quà. Là các con về nhớ là con niệm Phật nay hồi hướng cho cha mẹ. Cầu an cho cha mẹ còn sống hay cha mẹ đã mất thì cầu siêu. Đó là cái phúc đức các con rất là lớn nghe. Những đức chúc các con sức khỏe và thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ các con. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi tuần thứ bảy tại chùa Hộ Pháp chúng ta có lớp học đạo làm con, nên ông bà cha mẹ và các cháu về chùa rất là đông, được nghe những đức chia sẻ Phật pháp, rồi xong rồi làm cái lễ phóng sanh, những đức thấy ai cũng vui, bản thân mình cũng rất là vui. Nên cái công đức mà đến chùa mà được niệm Phật, nghe pháp rồi được phóng sanh này lớn dữ lắm. Nên tất cả các cháu nhỏ mà về chùa giết á, cái đứa mà nó lớn lên có thể hư hỏng, bất hiếu với cha mẹ, hỗn ẩu, nhờ cái công đức này mà nó chuyển hóa các cháu từ từ, sau này trở thành những đứa con hiếu thảo với cha mẹ, sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Cảm ơn Hòa Thượng đã xây chùa nên chúng ta có chỗ về đây nương tựa để tu tập. Và đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu được bình an, và gia đình tiếp nhận Phật pháp sống bình an hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát. Chúng ta hồi hướng công đức này cho tất cả chư hương linh. Nguyện thần thức quý vị tỉnh táo sáng suốt, biết nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y này các con, rồi mình thả chim. Các con nhớ nè, mình còn nhỏ được phóng sanh rồi nghe, được dạy rồi. Con ruồi, con muỗi, con kiến mình không được giết nghe chưa. Ai giết kệ người ta, mình không có giết. Mình hiểu rồi. Mình cũng muốn sống, nó cũng muốn sống. Mình quýnh nó, mình đập nó là nó đau nghe không, là mình có tội. Rồi đứa bé nào mà họ hỗn với cha mẹ, rồi nói lời giả dối với cha mẹ là bị cắt lưỡi đó nghe chưa, tội á. Còn ăn cơm đổ với lụm lên ăn, chứ nếu như mà ăn cơm đổ mà hắt cơm đồ đó nghe, sau này có con nghèo ăn dòi nghe chưa, mấy đứa nít nghe chưa, phải ngoan đó. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. Đà Phật.